Chuẩn bị bắt đầu. Ngầu quá đi. Nhìn đi, không bao lâu nữa chúng ta sẽ còn nhanh hơn họ. Nhanh hơn họ. Không phải chiến đội hải quân sao? Sao lại là phòng cháy? Đây là đội phòng cháy à? Nguồn gốc. Đồng chí mới hôm nay đến báo danh mà đến tập hợp ở sân thể thao Tây. Sao mình lại đến đội chữa cháy vậy? Nhầm rồi, mình đi nhầm rồi. Đi nhầm thật rồi. Tôi đến đội hải quân mà không biết chạy đi đâu rồi các anh. Người đó đúng không? Ai là giáo quan vậy? Tôi đến đội hải quân lục chiến mà. Tôi không biết sao lại chạy đến đây. Không biết các anh đến làm lính cứu hỏa sao? Đội hải quân lục chiến mới tốt chứ. Chúng tôi đến làm lính cứu hỏa. Tuyệt quá. Anh là giáo quan à? Sao không nói gì vậy? Trời nóng quá. Có thể cho chúng ta mang hành lý để vào ký túc xá rồi mới tập hợp không? Đúng đó. Chín mươi tám, 99, 100. Về đội. Nghe lệnh. Đứng thành hai hàng. Tôi họ Lôi, tên Lôi Chí Canh. Ba tháng này, đám lính mới các anh sẽ theo tôi. Các anh đã thấy may mắn vì mấy năm nay đội chữa cháy trong tay tôi đều là tinh anh. Anh cười gì? Báo cáo giáo quan. Vừa rồi anh nói anh khoác lác không cần bản thảo. Hai trăm cái hít đất. Tại sao vậy giáo quan? Không phải chỉ nói anh khoác lác thôi sao? Sao lại bảo tôi làm? Dù trong biển lửa hay ngoài biển lửa thì tôi cũng không muốn có đồng đội với anh. Làm dân. 3 tháng này tôi sẽ cho các anh biết lính cứu hỏa thực sự là huấn luyện thế nào. Tôi có thể nói rõ với các anh, sau này các anh sẽ không có ngày nào thoải mái. Alo, anh gọi nhầm số. Tạm biệt. 200 cái hít đất. Làm dân. Báo cáo. Hai người có chuyện gì? Báo cáo giáo quan. Tôi tên Thạch Bằng. Nguyên do tôi báo cáo là gì muốn nói anh biết. Chúng tôi đến làm cứu hỏa tên anh, chứ không đến làm phạm nhân. Xin anh chú ý cách huấn luyện. Với lại nếu có thể, tôi xin được đổi giáo quan. Còn anh cũng muốn đổi giáo quan sao? Cuối cùng tôi cũng được nói rồi. Tôi nhịn muốn chết luôn. Tôi muốn nói tôi khác họ. Tôi sai rồi. Sai gì? Sai cái gì chứ? Ý tôi là tôi đến sai chỗ. Lúc đến báo danh tôi nghĩ là đến Hải quân lục chiến. Anh nói xem đội cứu hỏa không có súng thì có gì vui đâu. Đâu phải chỗ tôi mong đợi. Chắc chắn là điền nhầm rồi, nên mới đến đây. Tập thể nghiêm, cầm hành lý của mình. Hành quân diệt giả 10.000 mét. 10.000 mét. Yên lặng. Quy tắc đầu tiên: một người sai, cả nhóm chịu phạt. Bao thi hành. Cái tên này xem mình là ông lớn thật sao? Tôi cho anh biết, tôi thấy anh già ghê. Gọi anh là Lão Thạch Đầu. Lão Thạch Đầu, rốt cuộc anh là quân quan hay là lính mới? Tôi thấy anh chắc chắn là giáo quan phái đến rồi. Bảo anh nằm vùng đúng không? Tôi nói đúng không? Lão Thạch Đầu. Khoan đã, anh vừa gọi tôi là gì? Gọi anh là Lão Thạch Đầu thì sao? Anh quy tắc một chút cho tôi. Ngu ngốc. Anh nói cái gì? Tôi nói anh ngu ngốc. Anh có quyền gì nói tôi ngu ngốc? Ngu ngốc. Anh có quyền gì nói tôi ngu ngốc chứ? Đừng theo tôi. Anh đứng lại cho tôi. Anh dám nói tôi ngu ngốc? Đại đội đâu rồi? Cứu mạng. Sai rồi. Cứu tôi! Cứu tôi với! Mau đến cứu tôi! Dừng tay! Như vậy sẽ mất thân bằng. Anh cứu người hay hại người vậy? Đồ ngu! Không cứu người thì còn chờ gì nữa? Đưa tôi! Lão Thạch Đầu, mau cứu họ! Ra ngoài! Nhanh lên! Đại Xuyên, nguy hiểm! Lão Thạch Đầu, mau cứu đứa bé! Mau lên, chịu hết nổi rồi! Đại Xuyên, Đại Xuyên, thằng nhóc này làm tôi sợ quá. Không sao, ổn mà, không sao. Không sao, làm tốt lắm. nên làm mà không cần cảm ơn. Như kia giáo quan, không cần cảm ơn đâu. Không, cách sáu không cần cảm ơn. Lão Thạch đâu? Giáo quan, giáo quan, họ đúng là không đơn giản. Không cách sáu nên làm mà. Họ đều khen các anh anh dũng. Vui chứ. Báo cáo với quan, làm nhân viên cứu hỏa thì cứu người, đương nhiên là vui. Hai thằng nhóc này có quyền gì mà cứu người chứ? Lương giáo quan, tôi không hiểu với anh. Không hiểu. Ngày đầu vào trung tâm cứu hỏa chưa học kỹ năng sao? Còn dám xem mình là lính cứu hỏa, dám đi cứu người. Các anh vui mừng. Vui mừng gì, may mà các anh may mắn. Lưu giáo quan, từ nhỏ tôi đã thích cứu hỏa. Sách tôi có đọc, tôi có kiến thức, chưa chắc ít hơn anh. Hôm nay chúng tôi cứu người không bao giờ may mắn, là dựa vào năng lực bản thân. Đúng vậy. Lưu giáo quan, anh không nhìn thấy Thạch Bằng thật sự cừ lắm, còn hơi chữ cừ. Vậy được. Thạch Bằng, tôi hỏi anh, lửa đàn dầu thì nên dập thế nào? Không dùng nước, tốt nhất là xịt bọt và cát. Được. Vậy hôm nay các anh đã dùng gì tưới vào xe đó? Tình huống lúc đó chung quanh nhiều người, tình thế nguy hiểm. Sao các anh không bảo mọi người dùng dây cố định xe? Còn nữa, mỗi khi cứu được một người thì thân bằng của xe sẽ chao đảo. Tại sao các anh không nghĩ cách dùng đá kê vào? Chỗ thất bại nhất của anh là đã mạo hiểm tính mạng đồng đội. Lúc cứu được người cuối cùng, anh có từng nghĩ đến tình huống của Long Đại Xuyên có thể thế nào không? Anh có làm dự phòng trong tình huống xấu nhất không? Nếu Long Đại Xuyên không nhảy ra kịp phút cuối, anh có nghĩ đến hậu quả không? Lưu giáo quan, tôi nhảy ra được, không sao đâu. Không sao mà. Lính cứu hỏa không phải muốn làm là làm. Đi. Đến sân tập chạy 1000 vòng. Dân. Chỗ thất bại nhất của anh là đã mạo hiểm tính mạng đồng đội. Lúc cứu được người cuối cùng, anh có từng nghĩ đến tình huống của Long Đại Xuyên sẽ thế nào không? Anh có làm dự phòng trong tình huống xấu nhất không? Nếu Long Đại Xuyên không kịp nhảy ra phút cuối, anh có nghĩ tới hậu quả không? Tôi thấy anh nói rất có lý. Đúng ra tôi muốn đến đội hải quân lục chiến. Lưu giáo quan, anh đừng phạt tôi. Ngày mai tôi sẽ điền lại đơn. Nói chung là tôi sẽ chuyển đi. Vừa nghĩ đến cứu hỏa thì tôi đã thấy không thú vị, không hợp với tôi. Anh thấy đội hải quân lục chiến ngầu lắm đúng không? Đương nhiên, đó mới là chỗ đàn ông nên ở. Bỏ đi, nói chuyện này anh không hiểu đâu. Không sao, anh cũng không hiểu. Lúc đó anh ngồi chung xe với một tên ngu ngốc, không sợ rơi xuống sao? Lúc đó có nghĩ được nhiều đâu, cứu người quan trọng, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Trung tâm chữa cháy có một cái búa vàng truyền thống. Búa vàng? Cái gì là búa vàng? Đó là vinh quang cao nhất của trung tâm. Thành viên chữa cháy giỏi nhất mới có tư cách nhận, nhưng mấy năm nay không ai có tư cách lấy nó. Nó vẫn nằm yên ở đó. Có khó như vậy không? Anh thấy không khó thì đương nhiên là không rồi. Đến hải quân lục chiến tôi còn không sợ, sợ búa vàng gì chứ. Được. Tôi có thể cược với anh. Nếu trong 3 tháng anh lấy được búa vàng, tôi đảm bảo sẽ điều anh đến hải quân lục chiến. Thật sao? Và anh nói với họ, chuẩn bị búa vàng đi, Long Đại Xuyên tôi lấy chắc rồi. Lão Thạch đâu? Không phải anh muốn đi sao? Không đúng, tôi chỉ tạm thời không đi thôi. Anh cứ đợi đi. Tại sao? Anh không hiểu đâu. Tôi đánh. Tôi đánh. Lấy búa. Mặc trang bị theo cách tôi nói trong vòng 30 giây, bắt đầu. Dạ. Dừng lại. Thạch bằng có. Anh làm. Dừng. Chuẩn bị bắt đầu. Được. Ngầu lắm đúng không? Báo cáo với quan, rất ngầu. Tôi thích đồ cứu hỏa. Được. Vậy nếu anh đã thích, mặc nhiều vào. Mặc 200 lần. Báo cáo với quan, tôi thích đồ cứu hỏa cũng sai sao? Đồ cứu hỏa là trang phục cứu hỏa. Anh có thể thích, nhưng không được biểu diễn và khoe khoang. Nó cũng như nhân viên cứu hỏa, có thể nhiệt tình, nhưng bà ra vẻ thì không được. Dân. Cởi ra mặc lại. Anh mặc 500 lần mà không xong không được về. Tôi thấy anh đừng mơ giấc mơ búa vàng nữa. Tôi nhất định sẽ lấy được búa vàng. Búa vàng là cái gì? Nói chung tôi sẽ mặc nhanh hơn anh. Hỏi làm gì? Được. Đại Xuyên, Thạch bằng, qua đây, qua đây. Mệt lắm đúng không? Mau qua đây đi. Ăn dưa nào. Được, cảm ơn nha. Đại Xuyên, búa vàng hôm nay anh nói là gì vậy? Các anh cũng đâu làm được, hỏi làm gì chứ? Cái gì mà chúng tôi không được? Đừng nghe anh ấy nói bừa. Cái gì mà búa vàng, búa mũ màu vàng sao? Thạch đầu thối nha anh. Anh nói bừa gì vậy? Ai nói là búa vàng là bằng mũ chứ? Tôi cho các anh biết búa vàng là bảo vật trấn tâm của đội cứu hỏa, là vinh quang tối cao đó, các anh biết không? Tôi cho các anh biết, chỉ có tinh anh trong tinh anh của các học viên mới có tư cách lấy nó. Chỉ có tinh anh trong tinh anh mới có thể có tư cách lấy búa vàng thôi. Các anh có hiểu không? Ai là tinh anh hả? Lão Thạch đầu thối, anh không hiểu thì đừng nói bừa. Lôi Giáo Quan nói sao? Sao anh biết? Xem gốc chưa kìa. Vậy mà cũng tin. Bảo Vật trứng tâm gì chứ. Giờ cả phim võ hiệp tệ hại lậu nhất cũng không chơi chiêu này. Đúng đó, nếu có thứ hay ho như vậy thật thì ngày đầu tiên đã cho chúng tôi biết rồi. Tại sao chỉ cho mình anh biết chứ? Đúng vậy, mấy tên lính thối này, cho các anh biết tin hay không thì cũng có Bảo Vật trứng tâm vúa vàng. Có thật sao? Anh nghĩ sao? Lưu Béo, chuyện gì? Lính cũ đều nói anh là bách khoa toàn thư của trung tâm, không có gì anh không biết. Đúng vậy. Vậy tôi nghiêm túc hỏi anh, có người nói trung tâm có một cây búa vàng đại diện cho vinh quang tối cao, điều này có thật không? Ai nói? Anh ấy. Cái này là Lôi Giáo Quang nói tôi biết. Lôi Giáo Quang nói thì chắc là có. Anh xem, anh xem, có phải không? Có phải không? Tôi nói có phải không? Tôi đã nói là phần thưởng cao cấp mà. Các anh toàn là lính thối, lính mới thối, sao mà biết được? Đại Xuyên đâu? Các anh thấy đó là gì? Để tôi xem viết cái gì vậy. Phấn đấu 90 ngày còn vẽ một cây búa. Lôi Ba Đầu đúng là không nói phép. Ngày tháng này thực sự không dễ sống. Ngày tháng núi Tây cầu vòng, chiến sĩ đi về doanh trại, cầu vòng chiến sĩ về doanh trại, chiến sĩ về doanh trại. Đại Xuyên, anh không biết mệt sao? Nói chung là tôi muốn lấy búa vàng, không mệt một chút nào. Người này kỳ lạ thật. Lúc mới đến thì khóc lóc đòi đến hải quân lục chiến gì đó, bây giờ thì đòi lấy búa vàng. Không muốn làm tên anh hải quân nữa sao? Ai nói vậy? Tôi nằm mơ cũng muốn làm hải quân lục chiến. Vậy anh liều mạng như vậy để làm gì? Thì để lấy búa vàng đó. Các anh không biết Lôi Giáo Quang đích thân hứa với tôi, chỉ cần tôi lấy được búa vàng sẽ dốc hết sức chuyển tôi qua hải quân lục chiến đó. Nói chung vừa nghĩ đến chuyện không cầm súng thì đã thấy không có gì khó. Tôi cũng miễn cưỡng vậy. Lấy búa vàng thú vị, sau đó tôi sẽ qua hải quân. Cho dù là có búa vàng thật cũng không phải hàng ngu ngốc như anh lấy được đâu. Tăng áp suất. tăng áp suất. Lão Thạch Đầu, có phải cũng muốn lấy búa vàng không? Cái gì? Anh xem, anh chột dạ rồi. Tôi nói Lão Thạch Đầu anh mấy ngày nay cứ so đo với tôi, thì ra là cũng thèm thuồng. Không sao, chúng ta cạnh tranh công bằng. Cho dù Lão Thạch Đầu anh có cố gắng thế nào, liều mạng thế nào, anh cũng không tranh lại Long Đại Xuyên đâu. Tôi cũng sẽ lấy được búa vàng thôi. Chờ tôi đến Hải Quân Lục Chiến rồi tôi sẽ tặng cho anh. Như vậy mới thú vị. Long Đại Xuyên, tôi nói cho anh biết, tên gốc với anh không có tư cách sách giày cho anh hùng cứu quả. Chứ đừng nói là lấy búa và cái gì. Đừng có nằm mơ. Lão Thạch Đầu, tôi nói anh biết, anh có quyền gì mắng tôi. Dựa vào đó anh sử dụng lính cứu quả. Muốn đến Hải Quân Lục Chiến thì mau cút đi, đừng ở đây sử dụng người khác. Ngu ngốc. Lão Thạch Đầu thối, tôi liều với anh. Dám mắng tôi sao? Anh có quyền gì mà mắng tôi? Tôi bắn anh thì sao? Tôi liều mạng với anh đó. Tôi liều mạng với anh nè. Về đội. Làm gì vậy? Báo cáo giáo quan. Tôi không muốn ở chung đội với kẻ ngu ngốc. Anh mới là kẻ ngu. Lão Thạch Đầu câm miệng. Được. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả huấn luyện Thạch Bằng đều phải chung với Long Đại Xuyên cho đến khi tốt nghiệp. Nếu anh có thể tốt nghiệp. Cởi mũ, đội mặt nạ, xuất phát. Đừng ngăn tôi. Đứng lại, đừng kéo tôi. Anh đứng lại cho tôi. Đừng kéo tôi, tránh ra. Ranh con này. Để tôi. Long Đại Xuyên, anh đứng lại. Trả cho tôi không trả. Anh trả cho tôi. Không trả. Long Đại Xuyên, anh trả lại cho tôi. Sanh con ngu ngốc, trả lại cho tôi, ngu ngốc. Có ngu ngốc, tại sao lấy người giả của tôi? Ai bảo anh ngu không đưa? Ngu ngốc, câm miệng. Cổng người giả chạy ra. Tôi không bảo dừng không được dừng. Nếu phía trước là biển lửa, trong đó có người chờ bình cứu, thì hai tiểu tử các anh đã tự phí hết sức. Thì làm sao? Tiếp tục, không được ngừng. Vâng. Đứng lên, đấu tiếp đi. Không phải hai anh chạy được lắm sao? Nếu phía trước là biển lửa, trong đó có nhiều người chờ các anh cứu, mà hai anh lại ngu ngốc tự hao phí sức lực, thì phải làm sao? Trơ mắt nhìn mọi người chết thiêu hết sao? Không sao không sao. Nói chung mình xong là lính cứu quả. Chưa lấy được búa vàng thì mình sẽ đi ngay. Không sao, không có chuyện gì cả. Lão Thạch đâu? Không sao chứ. Tôi đã tha thứ cho anh rồi. Cái gì? Cái gì? Anh còn cái gì? Anh không tin tôi sao? Thật ra tôi nghĩ thông suốt rồi. Chúng ta tranh nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà tiểu tử anh không mạnh bằng tôi. Chúng ta đấu thôi. Nhưng nói trước, đấu thì đấu, nhưng mà chúng ta không được mắng nhau, có nghe không? Tiểu tử anh không nói là ngầm thừa nhận rồi nhé. Thạch Băng, Thạch Băng, qua đây, qua đây. Anh Bao, nhìn đây. Không có ảnh mà, có gì đẹp đâu. Anh nhìn kỹ đi, nhìn xem, nhìn xem. Lôi Giáo Quan cười kìa. Phải đó, đúng đó. Thì ra Lôi Ma Đầu cũng biết cười. Không thể nào, Lôi Ma Đầu có khuynh hướng ngược đãi nghiêm trọng mà. Chắc chắn anh ấy từng bị tổn thương. Đúng vậy, anh đừng nói Lôi Giáo Quan như vậy. Thực ra anh ấy cũng có ngược đãi chúng ta đâu. Anh ấy rất tốt với chúng ta. Anh ấy còn không thèm cười. Không phải ngược đãi sao? Đúng đó, cười cũng không cười. Theo như anh nói thì cũng phải. Mắng người, phạt thể xác đều là anh ấy làm hết. Đúng vậy. Còn huấn luyện ma quỷ nữa. Đúng vậy, chính là anh ấy làm. Còn nữa, Lôi Giáo Quan này thích nói bừa lắm, dọa người đúng không? Đúng đó, hù dọa chúng ta. Còn nói cái gì mà đội cứu quả nguy hiểm lợi hại vĩ đại đúng không? Thực ra tôi cảm thấy cũng không có hay ho gì. Đúng vậy, thật đó. Các anh không xem tivi sao? Đội Hải quân lục chiến mới là ngầu. Còn nữa, đặc chủng quốc tế thi đấu mới là nguy hiểm vĩ đại. Mấy cái này thì có là gì đâu chứ. Anh nói xem, sao mà so sánh được. Nghiêm. Nghỉ. Long Đại Xuyên, Thạch Bằng bước ra. Có. Lại là tôi. Chuẩn bị mặt nạ. Dạ. Báo cáo Giáo Quan, chống khói chúng tôi còn chưa học. Đột nhiên xông vào tôi sợ. Phục tùng mệnh lệnh. Dạ. Dạ. Lão Thạch đầu, trong này vui lắm. Tôi thấy giống như đóng còi bông ấy. Lão Thạch đầu. Đại Xuyên, anh đang ở đâu vậy? Đại Xuyên. Đại Xuyên, tôi tìm được lối ra rồi. Anh mau qua đây. Anh không sao chứ? Sao không có ống vậy? Lão Thạch đâu? Anh đang ở đâu? Tôi ở trước anh. Đừng ồn ào nữa, bớt sức đi. Đại Xuyên, sao lại từ lối ra vào đây? Đúng đó, anh ấy đi ngược rồi. Bên kia mà. Hai thằng nhóc này. Lão Thạch đâu? Ở đây còn một cái lỗ. Sao cửa này hẹp vậy? Đại Xuyên, chỗ tôi có một cái lỗ. Lão Thạch đâu? Lối ra không xa đâu. Lão Thạch đâu? Rốt cuộc anh ở đâu vậy? Tại sao không thấy anh? Ngu ngốc, tôi ở trước anh này. Hình như tôi không đủ khí rồi. Tôi sắp đụng đầu rồi. Làm sao đây? Không tìm thấy lối ra. Chúng ta phải tìm mau lên. Đừng nói nữa, câm miệng đi. Sao anh đi sai hướng vậy? Anh ngu ngốc quá. Anh đi nhầm rồi, ngu quá. Là anh đi nhầm đó. Lô Giáo Quan, đã quá 5 phút rồi. Tránh ra đồ ngu này. Mau, sắp hết giờ rồi. Tránh ra, ngu ngốc. Anh ngu ngốc, anh mới ngu đó. Ngu ngốc thiệt, anh tránh ra. Ngu ngốc quá đi. Ngu ngốc. Hết không khí rồi, tránh ra. Anh ngu ngốc. Lô Giáo Quan, đã 20 phút rồi. Không thả họ ra chắc sẽ nóng chết đó. Đúng vậy. Lô Giáo Quan, đến cực hạn rồi. Nhanh lên, bao đơn ra đi. Từ từ thôi, mau lên đơn họ ra, cẩn thận. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Nhanh lên nào, Đại Xuyên, sao rồi? Thạch Bằng không sao chứ? Đại Xuyên, Thạch Bằng không sao chứ? Đại Xuyên, sao rồi? Lửa thật còn nguy hiểm gấp 10 lần. Anh xem các anh đã làm gì trong đó. Anh có tư cách gì sử dụng lính cứu hỏa? Giải tán. Tránh ra. Tôi chịu đủ rồi. Người sử dụng đội cứu hỏa không phải tôi. Tại sao cứ phải kéo tôi đi chung với người này? Ngu ngốc. Hội nghị sẽ tổ chức ở đây. Mọi người đều rõ chứ? Được rồi, tan hợp. Lão Lôi, các anh ở lại. Mấy nhóc đó đều là lính mới. Lão Lôi, anh làm thế quá nguy hiểm. Thời gian bắn khói, thể chất hai người đó tôi tính toán rồi. Không nguy hiểm lắm. Hơn nữa làm vậy cũng có lợi cho họ. Nói chung chuyện như vậy, chúng tôi không muốn có lần sau. Phải rồi Lão Lôi, Long Đại Xuyên học viên này anh thấy thế nào? Có tật xấu nhưng mà chân thành và manh động. Mấy nay trung tâm đã nghe một số báo cáo. Long Đại Xuyên luôn ghét lính cứu hỏa, hơn nữa kỷ luật tổ chức thì chuyên nghiệp, thành tích rất kém. Những chuyện này có thật không? Lão Lôi, học viên như vậy có cần giữ lại hệ thống cứu hỏa của chúng ta không? Anh nên suy nghĩ lại. Báo cáo. Nói. Lô Giáo Quan, tôi không hiểu. Hạng trí lực thấp kém như Long Đại Xuyên, không biết gì, tại sao có thể ở lại đội cứu hỏa? Ngày nào tôi cũng bị anh ta kéo chân. Tại sao cứ ép chung nhóm với anh ta? Còn gì nữa không? Còn nữa, tên đó không hề tự biết mình, luôn cho rằng mình rất giỏi, ngày nào cũng nằm mơ lấy được búa vàng. Tôi chịu đủ anh ta rồi. Nếu Long Đại Xuyên thực sự rất có tiềm năng, hạng ngu xuẩn như anh ta sao mà có được? Được rồi, không cần nói nữa. Anh về trước đi. Trước khi làm anh hùng thì phải biết hợp tác với đồng đội trước. Lô Giáo Quan, về đi. Dạ. Biển lửa thật còn nguy hiểm hơn trong này gấp 10 lần. Anh xem các anh trong đó thế nào. Anh có tư cách gì mà sử dụng linh cứu hỏa? Lúc cày ở trong đó lâu như vậy, tối còn ra ngoài đi dạo. Anh là người đầu tiên đó. Sư phụ Lưu Béo, anh có từng nghĩ sẽ làm anh hùng cứu thế giới không? Có chứ, tôi từng mơ như vậy. Mấy hôm nay tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Huấn luyện càng nhiều, càng cảm thấy chiến sĩ chữa cháy rất khó. Mà hôm nay ở phòng tạo khói, anh nói xem tôi đã nghĩ gì. Anh nói đi. Tôi nghĩ tôi thực sự đã cứu người trong biển lửa. Cuối cùng tôi ngất xỉu. Cứu thế giới thật ra không cứu người thật. Anh còn muốn lấy búa vàng không? Còn, đương nhiên còn. Nói anh biết một bí mật. Lính cứu hỏa thực sự mỗi người đều có một cây búa vàng đó. Anh phải cho tôi một quyết định. Tối nay là quyết thắng thua. Người thua sẽ cút khỏi đội chữa cháy. Mãi mãi đừng hòng lấy búa vàng. Tại sao phải quyết đấu? Dám hay không dám? Anh tưởng tôi sợ anh sao? Vậy đi thôi. Lão Thạch đâu? Buông tôi ra, anh xuống trước đi rồi nói. Không được, tôi không bỏ mặt anh. Ngu ngốc tôi dây này không chịu được hai người. Tôi nói được là được, nhắm mắt lại đi. Chân của tôi. Đi thôi. Thạch bằng, trận đấu hôm nay không tính. Hôm khác chúng ta đấu lại. Không, hôm nay chúng ta đều thắng. Đều thắng. Đúng vậy, chúng ta đều thắng. Anh thắng leo lầu, tôi thắng được chiến hữu tốt. Còn hời hơn tôi. Nhìn trước. Nghĩ. Giáo quan, chữa cho lành thương, mau chóng trở lại huấn luyện. Giáo quan, tôi phục tùng mệnh lệnh. Xoay phải, chạy. Đại Xuyên, suốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì? Thạch bằng thân thủ tốt như vậy sao lại gãy chân? Lão Thạch đầu nói là không được nói. Tiểu tử này bị thương không đúng lúc thật. Nhóm đánh giá sắp đến rồi. Nhóm đánh giá gì? Mấy hôm nữa nhóm lãnh đạo thành phố đến trung tâm chúng ta tham quan. Anh không biết chuyện này sao? Các anh cũng muốn lấy mua vàng hả? Anh Đại Xuyên, ở đây trừ anh thì chúng tôi đều muốn thành lính cứu hỏa xuất sắc. Vậy nên chúng tôi đều muốn lấy búa vàng. Tôi nói vậy anh hiểu chứ? Các anh nằm mơ cũng muốn làm lính cứu hỏa nên mới muốn lấy búa vàng đúng không? Đúng vậy. Vậy lão Thạch đầu thì sao? Lão Thạch lợi hại hơn. 11 tuổi đã quyết định. 11 tuổi. Đại Xuyên, tôi hỏi anh, ngọn lửa lớn nhất anh từng thấy lớn cỡ nào? Lúc diễn tập lần trước chắc là lớn nhất. Năm 11 tuổi đám lửa đó tôi cả đời khó quên. Đừng sợ, anh dẫn em ngồi xe xuống. Bắt đầu từ lúc đó thì tôi đã quyết tâm, đời này phải làm một lính cứu hỏa anh hùng như chú đó. Giờ tôi thấy rất vui, vì tôi cảm thấy tôi gần được như chú đó rồi. Anh Đại Xuyên, ở đây trừ anh, mỗi người chúng tôi đều muốn trở thành lính cứu hỏa xuất sắc. Vậy lão Thạch Đầu thì sao? Lão Thạch Đầu còn lợi hại hơn, 11 tuổi đã quyết định rồi. Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã quyết tâm, đời này tôi phải làm một anh hùng cứu hỏa như chú đó. Lần diễn tập này, mọi người phải cứu được người bị thương, an toàn rời khỏi trong thời gian quy định. Quá thời gian mà vẫn chưa ra thì sẽ bị tính là không đạt chuẩn. Thành tích trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp 3 tháng sau. Mỗi người đều phải dốc hết sức. Đừng bắn. Đi thôi. Lão Thạch Đầu, anh không sao chứ? Không sao. Lão Thạch Đầu, chân của tôi bị rút rồi, anh đưa người bị thương rời khỏi đi. Không được, tôi không bỏ lại anh được. Chúng ta là bạn cùng tổ. Anh nghe tôi nói, tối qua tôi nghĩ kỹ rồi. Anh nghĩ kỹ điều gì? Tôi quyết định không liên lụy anh nữa. Làm lính cứu hỏa là ước mơ cả đời anh. Tôi nhất định phải giúp anh thực hiện. Rời khỏi đây rồi nói. Anh sao rồi? Anh yên tâm, tôi ngồi chút là ổn thôi. Anh đi trước đi, tôi sẽ theo ngay. Anh còn phải lấy búa vàng đó. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng đi, cứu mạng đi, cứu mạng, cứu mạng. Nhanh lên, nhanh, nhanh lên, nhanh lên nào. 1, 2, 1, nghiêm. 1, 2, 1. Xoay phải, xoay trái, xoay. Nhìn bên phải, nhìn đằng trước. Nghỉ. Đội cứu hộ thiếu Phúc Long Đại Xuyên. Người bị thương cũng thiếu một. Thạch Bằng, không phải anh chung nhóm với Đại Xuyên sao? Báo cáo giáo quan, tôi ở đây còn một người. Là tôi lén về cứu mới đến muộn. Xin lỗi giáo quan, vừa rồi đã quên một người. Lòng Đại Xuyên, anh rất thành thật. Theo ý anh, Thạch Bằng bị anh ép rời khỏi đúng không? Đúng, là tôi ép. Không liên quan đến Thạch Bằng. Được rồi, anh về trước đi, gọi Thạch Bằng đến. Dạ. Sếp, tôi còn có thể làm đến cứu hỏa không? Có thể không thì tự mình nghĩ kỹ đi. Về chờ lệnh. Dạ. Anh cứ nói là tại tôi, hiểu chứ? Báo cáo, vào đi. Thạch Bằng, chúng tôi chờ anh nói. Báo cáo sếp, chuyện này trách nhiệm chủ yếu là ở chỗ tôi. Thạch Bằng, Lưu Giáo Quan, xin lỗi. Là tôi đã bỏ Long Đại Xuyên. Tôi muốn nói chuyện với anh. Bảo trọng. Anh không sao chứ lão Thạch Đầu? Không sao. Tôi đã nói từ biệt họ hết rồi. Chỉ thiếu mỗi anh thôi. Nhưng anh nhất định phải cố gắng vượt qua lôi ma đầu đó để làm chiến sĩ cứu hỏa giỏi nhất. Nếu anh lấy được búa giặc thì đừng quên. Nhất định. Lúc đó anh phải cho tôi xem đó. Nhìn bên phải. Nhìn trước. Nghiêm. Nghỉ. Hôm nay tuyên bố một chuyện. Kỳ thi tốt nghiệp của các anh còn nửa tháng nữa. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, dẫn các anh đi tham quan thành phố. Về chúng ta vào giai đoạn huấn luyện. Nhớ kỹ, không phải mỗi người đều có thể trở thành chiến sĩ cứu hỏa. Các anh nhất định phải cố gắng hết sức. Dân. Giải tán. Báo cáo. Bước ra. Dạ. Chú ý. Nói. Mai chúng tôi cũng đi sao? Sao hả? Các anh không muốn đi sao? Muốn. Đương nhiên là muốn. Đại Xuyên, anh cũng muốn đúng không? Mặt trời lạnh trời Tây cầu vồng. Chiến sĩ đi về doanh trại, qua ở trước ngực sáng rực, vui vẻ ca hát vang trời. Vui vẻ ca hát vang trời. Đại Xuyên, Thạch Bằng, Đào qua đây. Các anh có biết, theo như tin tức, người cứu các anh tên Châu Dư. Châu Dư làm gì? Là đội trưởng đội đặc công 2, biệt danh là Quả Thần. Quả Thần? Tại sao anh ấy phải cứu chúng tôi? Câu hỏi hay. Đáp án là không biết. Sếp Trương, lên lầu bắt đầu tu sửa dầu khí tồn lại xử lý thế nào? Dầu khí? Công ty dầu khí đó còn ở đây sao? Nguy hiểm quá, các anh mau xử lý đi. Được, nhanh lên. Xếp hàng. Hôm nay mọi người tự do tham quan theo thứ tự. Sẽ phải xuất phát. Xin chào. Dứt giả rồi, làm phiền rồi. Xin mời. Hình như là có mùa dầu khí. Đây rồi, các anh lên trước đi. Đại Xuyên vừa rồi không lên. Đại Xuyên đâu? Vừa rồi còn ở đây mà. Tiểu tử này là chạy đi đâu nữa rồi? Đi tìm đi. Được. Đứng im. Đi bên kia xem thử. Dạ. Đứng lại. Đừng chạy. Giáo quan, quả cảnh. Lên lầu. Đại Xuyên. Đại Xuyên. Giáo quan, anh ta là tội phạm phóng hỏa. Đại Xuyên, bao giờ có đây. Đứng im. Tôi không tin là không bắt được anh. Đại Xuyên đi thôi. Giáo quan, đừng để anh ta chạy. Im đi. Đại Xuyên, dùng bàn này chặn cửa. Thạch Bằng lấy nước qua, không được dừng. Lão Thạch đâu? Biết rồi. Đại Xuyên, Thạch Bằng lấy giải che cửa. Nhanh lên che hết lại. Giáo quan, bây giờ chúng ta tính sao? E là không chịu được mấy phút đâu. Mong là xe cứu hỏa đến sớm. Lô giáo quan, chúng ta không xa được nữa đúng không? Có đúng vậy không? Có phải chúng ta không xa được nữa đúng không? Giờ lửa đang lớn, dẫn người bị thương đi nguy hiểm lắm. Vậy phải làm sao? Nước, lầu 2 có giòi nước. Vậy tôi đi đây. Tôi đi, tôi kinh nghiệm hơn anh. Anh chăm sóc người bị thương tốt hơn. Để tôi đi, tôi đi. Yên tâm đi, chút nữa tôi sẽ về. Nếu như hôm nay các anh không thể sống sót trở ra thì Lôi Chí Canh tôi cảm thấy vô cùng thất bại. Giáo quan Lôi, thật ra anh tốt lắm. Tại sao bình thường anh không biểu đạt ra? Từ sau hôm thấy ảnh của anh thì ra là Lôi giáo quan anh cũng biết cười. Không ai mà không biết cười cả. Lúc tôi mới làm lính cứu hỏa cũng không trẻ con như hai cậu. Không sợ trời, không sợ đất, tưởng mình là vô địch. Cảm thấy biển lửa chẳng qua là sân khấu để mình làm anh hùng. Mãi đến một ngày, tôi với một người bạn bị kẹt trong biển lửa. Nhanh lên! Nhanh lên! Mau đi thôi! Đi! Đóng cửa lại! Không 010105 gọi. Chuyện gì? Đã hết pin. Bao dùng đi dự phòng. Được. Không có mang. Ở trong xe. Cái gì? Có phải chúng ta không ra ngoài được nữa không? Bây giờ lửa lớn quá. Đưa người bị thương đi đi. Nguy hiểm quá. Vậy phải làm sao? Dòi nước. Lọc 2 có dòi nước. Vậy đi tôi. Tôi đi. Tôi có kinh nghiệm hơn anh. Anh chăm sóc người bị thương đi. Để tôi đi. Tôi đi. Yên tâm đi, chút nữa tôi về. Tối nay mời anh uống trà. Không mang sạc pin. Ở trên xe. Có phải chúng ta không ra được nữa không? Cũng không biết là qua bao lâu, thang dây được đưa đến cửa sổ phòng đó. Nhưng bạn tôi đã không thể trở về nữa. Mạnh lên! Người đến rồi! Bao đứng lên đi! Bao lên nào! Bao khiêng người ra nào! Nhanh lên! Chú ý dưới chân! Nào! Nhanh lên! Nhanh lên nào! Chờ một chút, trong đây còn có ai không? Không chờ được nữa, bao lên đây nào! Chờ đã, anh ấy sắp quay lại rồi! Bao lên nào! Đồng chí còn ai nữa không? Không chờ được nữa rồi! Còn ai nữa không? Thực sự không ngờ lửa lại mạnh như vậy. Không thể chờ xe cứu hỏa đến nữa. Như vậy chúng ta mới được cứu. Nhưng vì sự sơ ý và lỗ mãn của tôi mà đã hại anh ấy mất mạng. Từ đó về sau, tôi không còn cười nữa. Tôi không dám cười. Tôi muốn mọi người biết Biển lửa không phải chỗ khoe tài, mà là tranh đấu từng giây, là chiến trường của sự sống và cái chết. Tôi không thể để bất cứ ai phạm phải sai lầm như tôi. Lôi giáo quan, anh đúng là một giáo quan tốt. Lôi giáo quan, chúng ta nhất định thoát ra khỏi đây được. Dò nước, đại xuyên thạch bằng, mau chặn cửa. Lôi giáo quan, anh định đi đâu? Trong đường lên lầu có giò nước, chúng ta mang nó qua đây. Được, tôi đi. Anh đừng đi, tôi đi. Hai người ở lại đây, phải cố hết sức bảo vệ an toàn cho nhau. Tôi sẽ trở lại. Lôi giáo quan, tôi đi. Tôi đi. Mang qua đây. Tôi là giáo quan, tôi có kinh nghiệm phong phú hơn. Ngày tháng sau này của các cậu còn dài, còn phải đến nhiều biển lửa hơn. Lôi giáo quan, phục tùng mệnh lệnh. Mở cửa ra. Đại xuyên, tôi có câu này muốn nói với anh. Thằng nhóc anh, đừng học đến hãng quân lục chiến gì nữa. Tôi cảm thấy anh ở đội cứu hỏa có thể tạo danh tiếng. Anh nói xem phải không? Tôi cũng thấy vậy. Giờ tôi mới biết làm chiến sĩ cứu hỏa cũng ngầu như hải quân lục chiến. Lại là lúc nào rồi còn ngầu nữa. Tôi phục anh thật. Đại xuyên, anh còn muốn lấy búa vàng không? Đương nhiên. Giờ lý do của tôi giống mọi người rồi. Tôi nhất định phải làm một chiến sĩ xuất sắc. Lão thạch đầu, anh nói lâu như vậy sao Lôi giáo quan chưa quay lại? Anh ấy không chết đó chứ. Đừng nói bừa. Mở cửa. Lôi giáo quan, cầm lấy thạch bằng, dẫn anh ấy xuống trước. Lôi giáo quan hay là Lôi giáo quan, anh ấy không có kinh nghiệm đu dây, cần anh bảo vệ. Mau lên. Dân, anh lên đây. Anh muốn làm gì? Tôi không xuống đâu. Đừng động. Đi. Mau đi. Cứu tôi. Xuống đi. Lôi giáo quan, anh xuống trước. Còn nhớ tôi từng hỏi anh một câu không? Còn muốn làm lính cứu hỏa không? Còn. Được, xuống. Giáo quan, xuống đi. Giáo quan. Lôi giáo quan, mau xuống đi. Lôi giáo quan. Lôi giáo quan, mau xuống đây. Lôi giáo quan. Lôi giáo quan, mau xuống đây. Lôi giáo quan. Lôi giáo quan. Lôi giáo quan. Lôi giáo quan, mau, mau lên. Lôi giáo quan, anh không sao chứ? Không sao, không sao là tốt. Một 119, tôi là đội nhị trung. Chúng tôi đã đến nơi. Lửa bây giờ đang rất mạnh. Xe chúng tôi đã mở sòng chiến đấu. Nhanh, mau xuống xe. Chuẩn bị chiến đấu. 2, 3 xe chuẩn bị nước. Mau, mau lên. Nâng thang lên, chuẩn bị cứu người. Nâng thang lên, dập lửa. Phun nước. Áp suất nước mạnh hơn nữa. Nhắm chuẩn lửa nào. Sẽ cao hơn nữa, nhanh lên. Nhóm bên trong đã vào chưa? Nhóm bên trong đã vào. Tìm cứu người bị thương. Nâng thang cao lên, xịt nước lên tầng 9. Bên đây, bên đây. Nhanh lên. Áp suất nước mạnh lên. Nhanh lên đi. Đã không sao rồi. Nhóm bên trong phát hiện người bị thương chưa? Vẫn chưa phát hiện. Nào, từ từ thôi. Từ từ. Lô Giáo Quan, tôi lén ra ngoài đó. Anh không đau chứ? Không đau là tốt. Lô Giáo Quan rất tốt. Mọi người đều chờ anh về làm giáo quan. Không biết nên nói gì nữa. Vậy tôi đi trước nha. Anh khỏe rồi thì nói tôi biết. Mọi người chờ đến đón anh. Được. Vậy tôi đi trước nha. Đi đi. Đại Xuyên. Có. Đại Xuyên, tôi biết nhóc con cậu đã gây họa nhiều như vậy mà chưa bị đuổi, biết tại sao không? Không biết. Đội trưởng Châu Dư nhìn thấy lúc anh diễn tập, mặc kệ thành tích xông vào biển lửa cứu người, anh ấy nói đây là đặc chất cần thiết của lính cứu hỏa. Tôi là cảnh sát võ trang nhân dân Trung Quốc. Tôi là cảnh sát võ trang nhân dân Trung Quốc. Tôi xin thề phục tùng mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phục tùng mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Toàn tâm toàn ý phục vụ cho dân. Toàn tâm toàn ý phục vụ cho dân. Phục tùng mệnh lệnh. Phục tùng mệnh lệnh. Nghiêm túc tuân thủ quy định. Nghiêm túc tuân thủ quy định. Không sợ hy sinh. Không sợ hy sinh. Kiên trì với cương vị. Kiên trì với cương vị. Trung thành với chức trách. Trung thành với chức trách. Nỗ lực làm việc. Nỗ lực làm việc. Khổ luyện kỹ năng quân sự. Khổ luyện kỹ năng quân sự. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Làm chiến sĩ trung thành của Đảng và nhân dân trong bất cứ tình huống nào. Cũng không phản bội Tổ quốc. Cũng không phản bội Tổ quốc. Không phản bội đội cứu hỏa. Người tuyên thề. Bỏ tay xuống. Các đồng chí, hôm nay tổng đội ở đây long trọng cử hành nghi thức nhập ngũ lính mới mùa đông năm 2007. Điều này có nghĩa là 1.458 đồng chí mới đang ngồi đây đều chính thức trở thành chiến sĩ cứu hỏa. Từ nay, tôi đại diện Đảng bộ tỉnh ủy bày tỏ lời chúc mừng nhiệt liệt đến các anh. Mời ngồi.